Anh chị cưới nhau vậy? Định mệnh đưa đẩy đó em. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Khang Phim. Ngoài rạp thì hiện nay đang có một bộ phim Việt Nam với cái tựa đề là 100 ngày bên em. Nhưng do phim này khởi chiếu cùng ngày với bộ phim bom tấn Cuộc chiến vô cực đến từ Hollywood nên hầu như nó bị lép vé và chìm nghỉm, chỉ được xếp 1 đến 2 suất chiếu mỗi ngày ở mỗi cụm rạp mà thôi. Phim kể về nhân vật Ánh Dương do diễn viên Khả Ngân vào vai. Cô là một cô gái trẻ đang có cuộc sống hạnh phúc, lại sắp làm đám cưới với đại gia. Nhưng mà thật không may, khối u trong đầu của cô ngày một phát triển, đe dọa đến tính mạng của cô gái trẻ. Trong khi đó thì anh chàng Nhật Minh do Jun365 vào vai cũng đang trong những khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Nhưng anh này cũng mang một khối u ác tính ở lưng. Hai người này, người thì có u ở não, người thì có u ở lưng. Và họ đã trải qua những ngày cuối cùng do bệnh tật, thật đẹp, thật đồng điệu bên nhau. Họ trao cho nhau những giây phút thật đẹp và cũng đầy bi thương. Thực ra thì kiểu phim nhân vật chính bị bệnh rồi có mấy anh chàng khác khóc lóc ủy ôi, thề non hàng biển các kiểu thì không còn lạ lẫm gì nữa. Khán giả dễ dàng nhận ra mô típ phim này nó giống với những mô típ phim Hàn kiểu 10 năm về trước chiếu đến truyền hình, kiểu nhân vật nữ bị ung thư, bị máu trắng, rồi khóc lâm ly bi đá các kiểu. Bây giờ thì phim Hàn đã ít cái mô típ này đi nhưng mà phim Việt Nam thì vẫn còn. Cơ bản là vì cái gì buồn, cái gì lấy được nước mắt của khán giả thì sẽ dễ dàng bán được vé hơn. Tuy nhiên, khi chọn đối đầu trực diện với bộ phim Cuộc chiến vô cực thì 100 ngày bên em đã có vẻ lép vế hơn hẳn so với đối thủ sừng sỏ đến từ ngoại quốc. Khả Ngân thì khá hợp với vai diễn Ánh Dương trong bộ phim này. Với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười chích người và một thân hình thon gọn thì ác hẳn cô nàng này sẽ làm nhiều fan nam phải cảm nắng. Khiến phim mình cảm thấy khá thất vọng với cô nàng này ở đầu phim tại vì diễn xuất còn quá đơ trong biểu cảm khuôn mặt cũng như lời thoại thì ngang như cua. Ấy thế mà càng tiến dần về cuối phim, khi mà câu chuyện bắt đầu có cao trào thì diễn xuất của diễn viên này cũng lên tay hẳn lên. Chân thật nhất có lẽ là phân cảnh mà nhân vật Ánh Dương gặp lại Nhật Minh. Trên khuôn mặt ấy vừa tỏ vẻ giận dữ, vừa có chút gì đó yếu lòng và đau khổ. Jun365 thì mặc dù khả năng diễn xuất kết trên một xíu so với Khả Ngân, nhưng nhìn chung thì cả hai cũng khá xứng đôi vừa lứa khi tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Trong khi đó, Bê Trần Valerie thì tỏ ra khá chắc tay khi thể hiện tốt cảm xúc nhân vật của mình. Bộ phim 100 ngày bên em thì khen hay cũng không tới, nhưng mà chơi thì cũng có ít điểm để mà chơi. Cơ bản là vì phim chọn đề tài khá chắc chắn, áp dụng nhiều kinh nghiệm học hỏi từ nhiều phim khác cùng thể loại. Và khán giả xem vẫn thấy ổn, vẫn thấy đồng cảm trong câu chuyện tình lâm ly bi đát của các nhân vật. Một kiểu phim mà các bạn thấy khá giống với phim Hàn Quốc, sến súa, nhưng nó vẫn có một đối tượng khán giả riêng. Vừa rồi là video đánh giá nhanh bộ phim 100 ngày bên em. Và nếu bạn thấy video này hay, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Khang Phim để nhận thêm nhiều video khác hay về hứa đơn. Xin chào và hẹn gặp lại.